Vào những buổi sáng trong tuần, bạn thường làm gì? Với mình sẽ là chạy bộ, ngắm cảnh tại công viên, nhâm nhi ly cà phê, cảm nhận từng làn gió mát len lỏi qua những tán cây, là một trải nghiệm rất nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay không phải, là buổi vào chơi thông thường. Đúng vậy, mình sẽ đồng hành cùng anh tài xế và đội vận chuyển quen thuộc mang một món quà đặc biệt đến Bình Chánh, chiếc đàn Yamaha OS. Hãy tiếp tục theo dõi video để biết ai sẽ là người sở hữu cây đàn cao cấp này nhé. Tại sao mỗi chuyến giao đàn piano cơ đều có từ 3 đến 4 người tham gia? Piano cơ thường có trọng lượng trên 200 kg, đòi hỏi sự đồng bộ từ đội ngũ chuyên nghiệp để vận chuyển nhịp nhàng và an toàn. Sự chính xác trong từng động tác không chỉ giúp bảo vệ cây đàn mà còn đảm bảo quá trình bàn giao hoàn hảo đến tay khách hàng. Sau khi hoàn tất thủ tục tại chung cư, tôi đã cẩn thận đưa chiếc đàn Yamaha UX vào phòng của ba cô công chúa dễ thương, chủ nhân đặc biệt của món quà này. Ba cô công chúa nhỏ của gia đình đã bắt đầu học nhạc từ rất sớm. Bé nhỏ nhất còn có năng khiếu cảm âm nhạy bén, và cô bé thứ hai lại bộc lộ tài năng hội họa đáng kinh ngạc. Mỗi sở thích đều là một cánh cửa mở ra để các em khám phá bản thân và thế giới. Và ngay ngày hôm nay, các bé đang háo hức chờ đợi để được chạm tay vào từng phím đàn Yamaha UX. Việc lắp thêm ống sữa cho đàn cũng là cách bảo vệ gỗ và hệ thống âm thanh, giữ cho piano luôn hoạt động bền bỉ. Từng phụ kiện như ghế tăng đơ, khăn phủ đàn và cả chiếc khăn phủ phím sẽ được bạn nhân viên trải một cách cẩn thận. Toàn bộ quy trình đều được kiểm tra kỹ lưỡng và chuẩn bị đầy đủ, tránh thiếu sót. Gia đình hôm nay đã chọn Yamaha UX không chỉ vì mức giá hợp lý mà còn chất lượng hoàn hảo, với khung đàn chữ X cho độ ổn định và khả năng chịu lực cực tốt, sâu bo gỗ vân sam cao cấp cho âm thanh tự nhiên, bố đàn bọc nỉ tự nhiên mang lại âm sắc tinh tế, dây đàn bằng thép có độ đàn hồi tuyệt vời, hệ thống 3 pedal giúp tạo độ vang hoàn hảo. Bên cạnh đó là quá trình bảo hành lên đến 10 năm, miễn phí lên dây 2 lần đầy chu đáo của đội ngũ Minh Phục Music. Đặc biệt, model này đang ưu đãi lên đến 20%, giá cực kỳ hấp dẫn, chỉ 40 triệu đồng, rất ngon so với nhiều phân khúc piano khác trên thị trường. Hãy ghé thăm Minh Phục Music để khám phá những mẫu đàn upright chất lượng với mức giảm giá lên đến 30%. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Rộn ràng trời.